Là dâu dâu. Mình là Di Di. Hôm nay mình sẽ ăn món mì xào cao cấp kiêu cay. Kiêu cay là nhất luôn á. Hôm nay mình làm món ăn cay đó các bạn. Vị thịt xào mì ăn liền. Hôm nay mình làm món ăn cay cay mì ngon độc đáo cay đó các bạn. Đó. Mình làm món hấp ăn ra cho mình thì rồi chúng ta bắt đầu thôi. Mùi thơm ngào ngạt. Đến 9 giờ. Bây giờ là 8 giờ 5 phút. Đây là tô mì của em mình. Rất thơm ngon. Còn đây là tô mì của mình, rất nóng cho nên mình không thể bưng được. Rồi giờ mình bắt đầu ăn mà không được uống nước. Đến 9 giờ thì thử thách sẽ kết thúc, hoặc là sớm hơn. Rồi 1, 2, 3, thử thách bắt đầu. Siêu cay luôn phải không các bạn? Ngon nóng. Nó có nóng. Nó là cay. Thì ở trong này nó sẽ có những hộp nhỏ nhỏ như thế này. Hộp thịt nhỏ. Hộp thịt nhỏ. Mình cũng vậy nè. Lỡ cay cho ăn thịt nhỏ. Chị giờ ăn thì cột tóc lên đi. Tóc cũng ngắn mà. Thôi dù tóc bị ngắn nhưng mà cột luôn. Về tóc ba chục cây chút thôi. Không biết rồi, ăn đi. Sắp tới giờ bây giờ. Ngắn đưa đâu mà. Khát nước quá mẹ. Uống nước đi. Uống nước đi. Để mình đi cục tóc kìa. Ngon quá các bạn. Nhanh lên, sắp hết giờ rồi kìa. Minh Ngọc, anh nhanh lên. Đi nhanh lên. Con quay